thỏi son này muốn dùng làm bút, nhưng nó không biết làm thế nào. Có lẽ nên xem video này. Khám phá thêm nhiều trò vui và mẹo vặt trên kênh hoàn toàn mới. Woohoo! Đi đường dẫn ở phần mô tả. Cô Smith đang gắt gỏng. Có học sinh mới đi học muộn. Và đây là Lucy. Tôi sẽ phạt em vì tội đi học muộn. Lucy phải đi lên bảng. Nhưng bài tập quá khó rồi. Dolly cố gắng giúp bạn học sinh mới. Cô ấy dùng đến hộp phấn mắt. Có một cái máy tính giấu ở bên trong, nên cô giáo sẽ không phát hiện ra. Bỏ bảng màu mắt ra khỏi hộp phấn mắt kim loại. Dán máy tính vào trong. Dùng băng dính hai mặt. Dùng đất nặng để lấp đầy những khoảng còn trống. Trang trí thêm bằng những hạt lấp lánh hình ngôi sao. Dolly tính ra kết quả bằng hộp bảng màu phấn mắt. Và đây là đáp án đúng. Lucy thấy đáp án rồi. Cảm ơn hộp phấn mắt của cô ấy và cô bạn mới. Dolly muốn gây ấn tượng với cô ấy. Tự hào khoe món đồ mới. Hộp phấn má đựng kẹp giấy. Bỏ phấn má cũ ra khỏi hộp đựng. Lau hộp sạch sẽ. Cho kẹp vào trong. Nặng những quả cầu nhỏ bằng đất sét màu phấn. Dính chúng vào nắp. Rắc phấn phủ lấp lánh và hạt ống ánh lên. Dính những quả bóng vào ghim vòng. Cho chúng vào trong hộp đựng cùng với kẹp giấy. Nó không chỉ là hộp phấn má, nó là hộp đựng kẹp, rất thiết thực. Sau tất cả, hóa ra là học sinh mới đã đến đúng trường rồi. Cô ấy có mang hộp phấn phủ đựng giấy đánh dấu. Làm sạch một hộp phấn phủ trang điểm cũ. Cắt tỉa hai xấp giấy đánh dấu, sao cho vừa với hộp phấn phủ. Cho chúng vào hộp thay vì phấn và bông phấn. Ý tưởng của Lucy cũng hay. Giấu giấy nhớ ở trong lọ phấn phủ nén là trò cổ điển. Lucy chắc phải tham gia lớp học làm đồ dùng từ mỹ phẩm ở trường cũ. Lucy làm sai một lỗi. Đừng lo, cô ấy sẽ xóa nó đi. Và đồng thời dùng nó giũa luôn móng tay của mình. Đánh dấu kích thước của cục tẩy lên tờ giấy nhám. Cắt ra. Dán băng dính hai mặt vào mặt sau. Bọc cục tẩy bằng giấy nhám. Cắt phần thừa đi. Dùng bút dạ tô màu giấy nhám. Lucy giũa móng tay ngay tại bàn. Wow, cô Smith sắp sửa nói với bạn ấy về quy định và nội quy của trường chúng tôi. Nhưng hóa ra là Lucy đang làm theo nội quy đó chứ. Đây không phải giũa, nó là cục tẩy. Cô Smith phát hiện là mỹ phẩm mới ở trên bàn Dolly. Đó chính xác là cái mà cô đang cần cho mình. Thử dùng kem lót này xem nào. Tốt hơn là không, cô Smith. Đổ một ít kem lót còn sót lại ở trong lọ ra. Rồi làm sạch lọ đựng. Đổ keo dán yêu mơ vào. Thêm hạt ống ánh. Trộn đều lên. Cô ấy thoa kem lên mặt. Cô
cô biết là mình đang làm gì. Ôi không, cô sẽ dán keo lên cả khuôn mặt. Cuối cùng, cô Smith cũng hiểu ra là chuyện gì xảy ra với lọ kem lót đó. Loại mặt nạ gì thế này? Suy nghĩ và các nếp nhăn của cô cứ kẹt lại với nhau. Cô Smith dũng cảm bóc hết lớp mặt nạ ở trên mặt ra. Cuối cùng thì cô ấy cũng tự do và các cô gái sẽ phải trả giá với màn tra tấn sắc đẹp này. Dolly có một lỗi sai. Cô ấy cần dùng bút tẩy trắng. Lucy chỉ có kem che khuyết điểm. Cái đó sẽ là một trò. Tháo lọ kem ra và dùng dung dịch rửa bát để rửa sạch lọ kem cũ. Dùng ống hút để lấy nước tẩy trong lọ kem. Lắp lọ kem lại với nhau. Bạn có thể nói rằng đây không phải mỹ phẩm ngay khi ngửi nó, nhưng lọ kem này làm việc hiệu quả đấy chứ. Nó sẽ giấu hết lỗ hổng kiến thức của bạn. Cô Smith đang tìm kiếm gì đó trong đống đồ dùng của mình. Ồ, cuối cùng cũng tìm thấy thỏi son. Nhưng cái này là loại đặc biệt. Tháo ra và làm sạch hộp son EOS rỗng. Dùng dao rọc giấy cắt bỏ tấm vỉ. Rồi lắp nó vào hộp son lại như cũ. Tháo cây bút dạ. Cắt lấy phần đầu. Cho đất nặng vào hộp son. Gắn đầu bút vào. Lắp đầy chỗ trống còn lại bằng đất nặng. Tạo thành hình giống son EOS. Lấy một đoạn ống hút để dùng làm nắp bút. Các cô ấy bất ngờ. Có phải cô Smith, người luôn tuân theo nội quy, đang dùng thỏi son ngay giữa giờ học? Không phải, nó là bút nhớ dòng. Cô Smith sẽ đánh dấu ghi chú, chứ không phải đánh dấu môi bằng lọ EOS này. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự lên kế hoạch học cho mình, phải không nào? Lớp học trang điểm vào thứ hai, lớp học hướng dẫn vào thứ ba, và chúng ta có một thỏi phấn má để giúp cho việc lên kế hoạch. Làm sạch thỏi phấn má. Tháo miếng bông phấn ở đầu bên kia. Bẻ gãy màu sáp ra. Cho chúng vào khuôn hình trái tim. Nấu chảy trong lò vi sóng. Đổ sáp màu vào thỏi phấn má. Khi sáp đã khô, dán một hình trái tim lên trên. Dùng sáp chảy để dính chúng lại. Dính hình trái tim thứ hai vào đầu bông phấn. Đổ đầy chỗ còn lại bằng sáp màu chảy. Thật là xấu hổ khi mà cô giáo không chấp thuận lịch học của chúng tôi. Cô Smith lại nổi điên lên. Ai đã làm hỏng cái bảng đen? Họ chỉ biết đỏ mà. Cô Smith lại tịch thu nó. Mỹ phẩm không được mang đến trường. Dolly muốn viết lại những suy nghĩ bí mật về cô bạn cùng lớp mới đến vào trong sổ tay, nhưng lại bị bắt quả tang. Vì vậy thì đây chỉ là một bảng màu với gương thôi. Tôi không để cuốn sổ ở đây. Cẩn thận tháo bảng màu từ hộp mỹ phẩm. Dán một miếng vải dạ hồng vào đáy hộp. Trang trí bìa cuốn sổ bằng giấy họa tiết. Dán miếng nhớ trang vào mặt sau. Dính cuốn sổ vào trong hộp. Thêm cái bút. Không phải cái này. Tháo ra và lau sạch sẽ lọ nước hoa cũ. Đổ keo Elmer. Và hạt ống ánh vào. Cho ruột bút bi vào bên trong lọ. Rồi đóng nắp lại. Rắc những hạt ống ánh to lên trên cuốn sổ.
đóng lại. Ơn trời là cuốn sổ này có lớp ngụy trang khá đẹp. Và lấy lọ nước hoa của chúng ta ra, rồi ghi lại những chuyện linh tinh gần đây trong trường. Cô Smith thấy tủ đồ của các cô gái mở và chẳng ai trông cả. Chẳng có bức ảnh nào với cô giáo yêu quý chụp lại những khoảnh khắc vui nhộn. Thật đáng xấu hổ. Cô ấy cần sửa lại điều này bằng cách thêm ảnh của mình vào bảng vàng ngay. Cuộn băng dính của mình đâu rồi? Lấy một hộp kem dưỡng đã rửa sạch, tháo dụng cụ cắt băng dính, lấy lưỡi dao cắt băng dính ra, dính nó vào cạnh hộp kem, đánh dấu đường kính miệng hộp lên que keo nến, cắt nó ra. Luồn que keo qua cuộn băng dính, rồi gắn nó vào hộp. Cho thêm các cuộn băng dính khác vào hộp. Cô Smith chọn thời điểm thích hợp để lén đến chỗ cái tủ cùng với lọ kem và một bức ảnh của cô ấy. Lấy một đoạn băng dính, cô Smith dán hình của mình ngay chính giữa. Trường học nên công nhận người đã khiến nó trở nên tuyệt vời. Lucy đang đợi mọi người về hết để tặng cho cô Smith một món quà nhỏ. Một thỏi son đánh khối. Cô Smith đã muốn thứ như thế này từ lâu rồi. Ôi trời, xin lỗi, nó chỉ là bút thôi. Cho hết kem còn sót lại ở trong thỏi kem, dùng dao bay loại nhỏ. Dùng tăm bông làm sạch bên trong. Tháo móc khóa bút ra và lấy ruột bút ở trong. Đổ đầy keo nến vào thỏi kem. Gắn ngòi bút. Nặng một quả bóng đất sét nhẹ. Cắm miếng đất sét vào. Làm thành đầu ngòi. Bỏ chỗ đất sét thừa đi. Trộn màu trắng và màu vàng đồng. Tô lên đất sét. Đóng nắp lại. Cô Smith không có một thỏi kem che khuyết điểm nào, mà có một cây bút. Món quà thì chính là món quà. Cảm ơn Lucy. Bạn có thích đồ dùng trong giống mỹ phẩm không? Để lại bình luận cho chúng tôi biết loại mỹ phẩm nào bạn sẽ biến chúng trở thành đồ dùng học tập nhé. Đừng quên thích video, đăng ký kênh của chúng tôi và ấn chuông để bạn không lỡ mất những ý tưởng mới đến từ Trum Trum.